yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nói giọng lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Thương ai xa xứ lạc loài, bơ vơ ta phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy với nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa chưa sao. Việt Nam nói giọng lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Sự lạc loài bơ vơ tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy với nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường. Đây thương hiệu của ông ấy đây, chữ tâm đi với chữ tầm đây, mà người trực tiếp là tạo ra cái các cái giống cây và cái bí quyết kỹ thuật. Chứ chúng tôi là ở từ địa phương cơ sở cho đến huyện tỉnh thành, không có một cái cán bộ khuyến nông nào có thể nói rằng đến hướng dẫn chúng tôi về vấn đề coi như kỹ thuật trồng cây ăn quả. Nông dân chúng tôi tự lần mò, tự học hỏi, tự trao đổi. Ví dụ như ngày hôm nay có một cái tổ chức ở nhà cháu Nhất đây, là tất cả là thông qua mạng xã hội, anh em chúng tôi tự tìm hỏi, là gặp nhau trao đổi. Thế chú Hà đây cùng với lại các cái cán bộ kỹ thuật, ví dụ như về máy móc là người ta đưa xuống tận. Nhưng mà không, anh Hà là một trong những cái người mà chất lượng mình mang được ra về kỹ thuật, hiệu quả mình mang về chuyển giao công nghệ, về tâm huyết là phục vụ nông dân. Nhưng qua đây mình muốn nói một cái điều rằng đất nước này nội lực của bà con nông dân mình là rất lớn, nguồn gen là coi như vậy là cực kỳ quý. Thế nhưng sức của người nông dân là coi như vậy là rất là cần cù chịu khó, làm ra sản phẩm ngon nhưng không được phát triển, không được tiêu thụ thì lỗi không phải của người nông dân, mà cái lỗi này phải nói rằng các cái nhà quản lý phải để ý đến, để làm sao được là coi như cái nội lực của nông dân là chắp cánh để đưa đất nước này nông dân giàu lên thì đất nước sẽ giàu mạnh. Hà Bình Ngon cũng, nếu có cán bộ nông dân, cán bộ nào của nhà nước mà xem được chương trình này của Hà Bình Ngon đang ngồi cùng tất cả, đứng cùng tất cả bà con nông dân ở vườn đây, thì hãy vì nông dân và phụng sự, vì đất nước Việt Nam này để
vươn ra tầm thế giới, đừng vì lợi ích cá nhân, đừng vì tham nhũng, mà đừng vì cái bản thân mình, lợi ích của mình mà làm đi xấu cái hình ảnh của quốc gia, và đừng để cho đất nước Việt Nam này mãi mãi vẫn là cu ni của thế giới. Tại sao nói là cu ni của thế giới? Mình xuất khẩu lao động chính là mình đi làm cu ni, làm giàu cho thế giới. Đấy là cái nhục quốc thể. Để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam và muốn tìm kiếm đối tác để sau này xuất khẩu hàng của Việt Nam sang các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và xuống nước châu Âu, nếu điều kiện Việt Nam đủ tham gia chất lượng để có thể tham gia xuất đi các nước. Và hy vọng là trong chuyến giao thương này thì Hà Bình Ngon sẽ đem đến một cho nền nông nghiệp Việt Nam, cho Việt Nam phát triển kinh tế, phát triển đất nước. Xin chào quý vị và con. Hôm nay Hà Bình Ngon cùng với đoàn của Việt Nam đi vào một siêu thị lớn của Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam. Thì siêu thị này hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì hôm nay Hà Bình Ngon vào đây mục đích là tìm hiểu các mặt hàng được bày bán ở trong này và giá cả, và những cái gì mình có thể tìm hiểu được xem cái hàng Việt Nam ở trong này có nhiều hay không, hoặc là có những cái sản phẩm trong này so với ở Việt Nam giá cả có chênh lệch nhiều hay không. Mời quý vị và con cùng theo Hà Bình Ngon vào đây. Xin chào quý vị và con, hiện tại Hà Bình Ngon đang ở trong siêu thị của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đây là một siêu thị rất lớn, hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì mục đích Hà Bình Ngon sang đây là để tìm hiểu giá cả các mặt hàng nông sản có ở trong hội chợ, cũng như ở những cửa hàng mặt phố. Những táo này thì 23,8 tệ nửa cân, 25,6 tệ. Quả này là quả gì, không phải quả táo. Nhìn cũng ngon nhỉ. Mận. Ở Trung Quốc là nó tính nửa cân. Hoa quả này trong tí nữa sẽ quay ra bưởi. Qua một chút về cái hàng táo ở Việt Nam đó, là táo của Trung Quốc 39,8 tệ này. Rất nhiều mặt hàng cam này, chanh này. Cam này Hà Bình Ngon đã nhìn thấy cam cala lụt đỏ có bên này. Đây là quả cam cala lụt đỏ. Quả này ở trên Bắc Giang cũng có trồng rồi. Của người nhuộm mặn sóng